Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố. Theo đó, tại quyết định số 593 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Chương, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Long Điền, giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Bà Rịa kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ công bố quyết định trưởng phòng tài chính kế hoạch, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, tin tưởng ông Đặng Nguyên Chương với nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ông Đặng Nguyên Chương, trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Bà Rịa, khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức đoàn kết tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6 đề ra.